Chào mừng mọi người đến với kênh channel của Người Đỏ Chứng Khoán. Và em là Nguyễn Trọng Thiện. Và hôm nay sẽ cùng trò chuyện với mọi người ở cái video này. Và đây sẽ là một cái video chúng ta cùng phân tích về cái thị trường trong tuần ngày 15 đến ngày 19 tháng 11. Và phân tích thử thị trường cho tuần sau, thị trường ngày 22 tháng 11 cho đến ngày 23 tháng 11. Và chắc chắn rồi, một phần không thể thiếu đó là những mã cổ phiếu đặc biệt lên mua, lên tìm hiểu và lên phân tích nhá. Thì em sẽ lọc ra cho anh chị tầm 5 mã cổ phiếu, lát nữa em sẽ phân tích cho anh chị ở trong video này nhá. Và anh chị nhớ dành một chút thời gian, nhấn nút thích video của em này, nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ em nhá. Đấy, anh chị thấy video em hay hãy chia sẻ lan tỏa nhiều người hơn. Và anh chị nhớ tham gia room cộng đồng của em nhá. Đây room đồng này. Đấy. Thì room đồng này em cũng có nhắc nhở khách hàng bên em, cũng như nhắc nhở một số cái cộng đồng của Người Đòi Chứng Khoán về thị trường hay là về một số biến động của thị trường nhá. Và không mất thời gian của anh chị, chúng ta vào trực tiếp vào thị trường thôi ạ. Và anh thấy đây, thị trường chúng ta hôm nay là ngày 19 tháng 11 đúng không? Thị trường chúng ta một phiên giảm điểm. Và một phiên giảm điểm này có khá là nhiều lực bán xảy ra nhá. Đặc biệt nhất là rơi vào những phiên đó là phiên ATC. Và thanh khoản thị trường lên một mức gọi là kỷ lục tiếp theo. Đấy. Nhưng có một cái điểm chênh lệch ở đây, đó là về VN Index thì lại giảm điểm rất là nhiều nhá. Đấy, nhưng về V30 thì lại giảm điểm rất ít. Đấy. Thì đó là một cái điểm ngược lại nhá, ngược lại so với thời gian trước kia. Đấy, thì chứng tỏ là điều gì mọi người? Chứng tỏ dòng tiền đang quay trở lại nhóm V30 và giữ tiền ở nhóm V30. Họ cho rằng nhóm V30 sẽ là một cái nhóm an toàn để họ cho tiền vào đó dự trữ. Thay vì họ tự tin phiêu lưu với những cái nhóm đã tăng quá là nhiều trước kia rồi, nhóm Midcap hay nhóm Penny rồi, đúng không? Đó, thì đó là một góc nhìn của em về như vậy. Chúng ta đi đến kỹ thuật kỹ hơn nhé mọi người. Kỹ thuật kỹ hơn này. Thì đầu tiên chúng thấy thị trường ta về chặt tuần nhá. Chặt tuần thì trường ta có một cái nến doji. Đó như em nói rồi, hôm qua em nói rồi là thị trường ta hôm nay nếu như là giảm, nó giảm điểm thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo một cái nến doji nhá. Đấy, và hôm nay là tạo một cái nến doji. Và nếu như tạo một cái nến doji thế này thì trường ta hoàn toàn có thể về kiểm tra lại vùng 14-15 quanh vùng này. Đó, xong rồi kéo rút chân lại nhá. Thì hôm nay sẽ là một cái tuần thanh khoản rất là lớn, thấy không? 3 tuần này thanh khoản rất là lớn này. Trong khi đó 3 tuần này sẽ là 3 tuần tăng điểm rất là chậm, gần như là không tăng nhá. Thì chứng tỏ điều gì mọi người? Chứng tỏ đây được coi như là một cái phiên phân phối nhá. Một cái phiên phân phối quanh những cái thời điểm này, 3 tuần này. Đấy. Chúng ta mở về cái chart daily, chúng ta thấy rõ ràng hơn những phiên phân phối như thế nào. Thấy không? Những cái phiên khối lượng cao, cực kỳ cao sẽ là những cái phiên thị trường chúng ta không tăng điểm. Đấy. Và em nói với mọi người rất là nhiều rồi, thị trường chúng ta đang phân phối đúng không? Đấy, thì rõ ràng là như vậy. Đó, phân phối trọng tâm vào những mã cổ phiếu đã chạy trước kia rất là nhiều, những mã cổ phiếu tạo hạ đỉnh rồi. Đấy. Và dòng tiền đã quay trở lại với những nhóm trước đó chưa chạy, như là nhóm banh, nhóm chứng khoán chẳng hạn, nhóm bán lẻ chẳng hạn. Họ quay trở lại, họ dự trữ tiền, được coi như là một cái kênh ngân hàng online vậy đó. Họ quay trở lại, họ bỏ tiền vào đó, họ dự trữ. Đây, thì đa phần những nhà đầu tư đầu cơ những mã cổ phiếu midcap, penny chẳng hạn, họ phải nhảy về lại với những mã cổ phiếu blue chip để họ dự trữ tiền. Đó là lý do tại sao nhóm V30 không giảm điểm mạnh nhá. Và cái phiên giảm điểm về kiểm tra lại đường 20 này gần như là chúng ta đã biết trước rồi đúng không? Đấy, anh chị có xem cái video hôm qua của em này. Hôm qua của em cũng nói về vấn đề này nhá. Là thị trường chúng ta hoàn toàn có việc có một cái thể có một phiên kiểm tra về lại nhá. Hôm qua em nói rất rõ ràng là thường thường thì chúng ta sẽ có những cái lần kiểm tra lại đường 20 sau một cái nhịp tăng của nó. Sau đó nó kiểm tra rồi nó sẽ kéo rút chân, nó tăng tiếp. Đó, sẽ đi như vậy. Đó, em nói rất rõ ràng cho mọi người thấy không vậy? Mọi người coi video này nhá. Hoặc là mọi người coi cái video này của em. Video nhận định về cái chủ nhật tuần trước đúng không? Chủ nhật tuần trước này, em nói rất rõ ràng rồi. Thị trường chúng ta hoàn toàn có thể một phiên kéo về đây lại. Đó, về vùng 1450 này, vẽ này. Đó, tức là thời điểm này sẽ chạm đường 20, kéo rút chân lại. Thị trường chúng ta sẽ chạm cái vùng đó là 1480 sau đó giảm lại. Đó, anh chị coi video đi. Coi video này của em này. Đấy. Chắc chắn anh chị sẽ thấy là cái sự đồng pha rõ ràng với hiện tại bây giờ nhá. Không sai gì cả nhá, đúng hoàn toàn. Đấy. Và em nói rất rõ ràng là về nhóm ngành banh này, nhóm ngành chứng khoán như thế nào cho mọi người luôn. Đấy, em kêu là đây là một cái video tặng cho anh chị mã cổ phiếu về nhóm ngành chứng khoán. Đấy, mã cổ phiếu về ngành đường, mã cổ phiếu về ngành bảo hiểm, đúng không? Thì ngành đường này, ngành chứng khoán chạy rất mạnh rồi. Theo đó thì ngành bảo hiểm bị phân hóa, một mã thì tăng, một mã thì giảm. Thì xem video này nhá, xem video này sẽ thấy được là cái sự mà rõ ràng trong những gì em nói nhá. Thì ở cái thời điểm đầu tuần em đã nhận định cho mọi người rồi nhá, là thị trường chúng ta bây giờ chúng ta chỉ đợi khi nào nó vượt 1.500 nhá, thì khi đó chúng ta mới vào mua thêm nhá. Còn không thì chúng ta nên đứng ngoài. Đấy.
Và hiện tại thì nhóm ngành banh, nhóm ngành chứng hiện tại đang khá là khỏe. Những phiên kiểm tra đường mà 20 kéo rút chân như vậy là tốt. Ngược với nhóm VN30 hiện tại thì nhóm small cap này, mid cap này đang có những cái dấu hiệu chốt lời mạnh mẽ. Đấy, đầu tuần nhá, đầu tuần là nhắn rồi, ngày 14 là nhắn rồi. Đấy, là hai chặng đồ thị này đang cho thấy là cái điểm gọi là điểm lưỡng lự ngay tại vùng đỉnh. Đó, ngay tại vùng đỉnh cũ. Đấy, thì mọi người nên chủ động này, chốt lời từng phần này. Đấy. Và sao mọi người? Và thị trường góc nhìn về em về phái sinh á, thị trường ta rất dễ tạo ra một cái cây tăng điểm nhá. Nhưng mà ngược lại rồi, ngược lại tại vì là do cái sự giảm điểm quá là mạnh mẽ đến từ nhóm mid cap và small cap, dẫn tới là dòng banh, dòng chứng khoán kéo không nổi nhá. Đấy, cũng như là cái sự khủng hoảng đến từ dòng thép. Đấy. Đấy thì nhóm chứng khoán là tỷ lệ rất cao đầu tuần sau thì đánh này, mọi người thấy không? Đấy, tiếp tục này, tiếp tục tập trung vào những mã phiếu mà thấy không? Đấy. Đấy, xong rồi có nhắc nhở mọi người gom thêm này. Đấy, trong quá trình đó sẽ cho mọi người bán cực kỳ nhiều những mã phiếu mid cap và small cap penny á. Thay đó chỉ gom vào những mã phiếu gọi là những mã phiếu đầu tư dài hạn này. Đấy, hay là những mã phiếu trong V30 mà thôi. Đấy. Còn về cái nhận định của em về phiên ngày 16 tháng 12 mà thấy này. Một vấn đề muốn nói tới đây thôi, đó là hiện tại này, việc mua mới hoàn toàn này rất là khó. Mọi người cần phải xem và nhìn về cái tâm lý đầu cơ của nhà đầu tư đang mạnh như thế nào. Đấy, thấy không? Các cổ phiếu penny này nào cũng tăng trần cả, thấy không? Đấy, xong rồi sao mọi người? Vừa tăng trần xong, phiên hôm sau tất cả những mã phiếu penny đều giảm cả. 100 mã phiếu penny tăng trần thì ngay tức phiên sau 100 mã phiếu giảm hết. Đâu thấy sự đầu cơ không? Trong 100 mã phiếu đang trần đó thì chỉ có vài mã phiếu là được có khối lượng vào thôi. Đa phần đều là những sự gọi là đầu cơ, đấy như những nhà đầu tư họ vào họ mua, họ đẩy giá lên. Tại vì là họ xếp lệnh mà, lệnh đặt càng nhiều, lệnh chớp khớp càng nhiều thì mã phiếu nó sẽ tăng. Đấy. Thì đó là lý do tại sao em nhắc nhở mọi người là thời điểm bây giờ rất khó mua và tâm lý về đầu cơ cực kỳ cao rồi. Đấy. Đây. Trước đây chúng ta mua 3-5 mã bình thường. Đấy. Còn bây giờ thì mua rất là chua. Đấy, lỡ mua T cộng 3 về không kịp. Đấy không? Ví dụ như hôm nay em mua đi, ví dụ như ngày 16 tháng 12 em mua đi, là T cộng 3 về đâu có kịp đâu. Đó là bây giờ về là tự động bị lỗ liền. Đấy. Cái yếu tố tại sao không cho khách hàng mua. Đấy. Hay đợi một nhịp vượt hẳn lên 1,5. Đấy. Thì chúng ta sẽ mua thêm với những mã phiếu dòng banh, dòng chứng khoán, hàng hóa và bất động sản sau. Đấy. Nếu nếu vượt mà chỉnh lại thì chúng ta sẽ test lại nền, chúng ta sẽ bán nhá. Đấy. Bán phần mua thêm đó, kiểu như vậy. Đấy, tiếp tục mua gom với mã phiếu Queen S cũng như là bảo hiểm nhá, về việc đánh game. Thì em có khuyến nghị cho mọi người mua mã phiếu MSB. Đợt trước thì khá thành công với hai mã phiếu, đó là mã phiếu OCB và mã cổ phiếu HND. HDB. Đó, HDB khá thành công. Nhưng mã phiếu này bên em mua từ những cái nhịp này này. Đấy, khá thành công nhá. Hay là mã phiếu OCB cũng vậy, từ những cái nhịp này này. Em cho mọi người mua vào cái cây này đây, cái ngày 11 tháng 10 đây, mọi thấy này. Đây. Phiên ngày 11 tháng 10 đây. Đấy, là em cho mọi người mua này. OCB này, khá tốt này, mua quanh vùng là 25 23.5 24 này. Hay là ACB này, Techcombank này cũng được này. Đấy. Cho mọi người mua. Đấy, đều chạy rất khỏe cả. LH cũng vậy này. Thế giới động cũng vậy này, DigiWorld này. Đấy, hay là Masan vậy này đều chạy rất khỏe nhá. Đấy. Đấy thì câu chuyện như vậy, câu chuyện em có trò chuyện mọi người như vậy. Và em có nhắc nhở thêm mọi người một vấn đề nữa. Đây. Ngay sau cái lời nhắn này cũng nhắc nhở mọi người trò chuyện một tí về vấn đề đầu cơ hiện tại này, trò chuyện một tí về sóng đầu cơ hiện tại này. Đấy. Là sóng đầu cơ hiện tại này giống như cái sóng đầu cơ của năm 2018 nhá. Sóng đầu cơ luôn đặt chúng ta vào một vị trí, đó là vị trí muốn mua đuổi theo những cái cổ phiếu của người khác. Đấy. Người ta gọi đó là FOMO, hay tiếng Anh gọi là Fear of Missing Out. Đấy là sợ mất cơ hội đó, lỗi sợ mất cơ hội. Đấy. Và rồi dần dần cái sóng này sẽ làm cho mọi người có một cái cảm giác là thị trường chúng ta sẽ luôn luôn tăng. Đấy. Luôn tăng và chúng ta sẽ không thể dự đoán được đỉnh ở đâu cả. Đó, cứ mua và mua thôi. Cứ biết thị trường tăng cứ mua thôi. Đấy, thế người kia nói rằng game này, người kia nói game kia, chúng ta cứ vào mua thôi, mua theo game thôi, không phân tích quá nhiều vào những vấn đề là thị trường hay là phân tích vào cơ bản kỹ thuật của mã phiếu như thế nào cả. Đấy. Và rồi sao mọi người? Và kết quả luôn luôn và mãi mãi đó là những con sóng này sẽ có một phiên sụt giảm rất là mạnh, cực kỳ mạnh nhá. Ít nhất sẽ là hai phiên sàn. Đấy. Và những người chưa kinh nghiệm á thì đa phần đều là những người số đông và dính vào những cái phiên này cả. Và thống kê cho thấy hiện tại nhá,
các quỹ hay là những nhà đầu tư thông minh á, tại Mỹ hay là tại Nhật Bản, đa phần họ đều gom tiền tại điểm bây giờ rồi, gần như phun tiền ở giai đoạn này rồi nhá. Trong khi đó chứng khoán Mỹ này, chứng khoán Nhật này đều tăng điểm rất là mạnh. Lý do tại sao họ lại gom? Đấy, tại vì họ luôn luôn đứng nhìn lại vị trí đó, đứng nhìn lại những cái người mà đang FOMO, họ biết là mình đang ở đâu, sau đó họ rút chân lại, họ thà rằng mình đi theo cách riêng của mình còn hơn mình sẽ đi theo người khác. Đấy, và nhắc nhở mọi người như vậy cũng nhắc nhở mọi người rất là rõ luôn, đó là thời điểm bây giờ này chúng ta phải quản trị rủi ro này bằng mọi cách và luôn luôn chia cái phần tiền hợp lý này. Giai đoạn này, giai đoạn tăng thì chúng ta nên bán, gọi là bán 7 mua 3 đó, hạn chế margin cho thời điểm bây giờ. Đấy, đoạn 7 thì mọi người phải biết cách dùng thời điểm đúng an toàn thì mới rõ ràng. Đấy, và rồi em cũng tặng khách hàng em một câu nói rất là hay, đó là đừng như quân Nam Hán đánh cái trận xong bạch đằng, xong rồi thì chiều rút mới biết rằng quay đầu không kịp nhá. Đấy, chúng ta phải luôn luôn chủ động, phải luôn luôn chủ động nhá. Chúng ta phải hành động khi chúng ta có được cái quyền lựa chọn, thay vì để thị trường ta quyết định cho chúng ta nhá. Đó, em luôn luôn nhắc khách hàng như vậy. Đấy, thì đó là những cái lý do tại sao em cho một khách hàng em đợt này bán rất là nhiều nhá, đặc biệt nhất hạ tỷ trọng với nhóm Midcap và Benny liên tục này, thấy không, liên tục nâng tỷ trọng với mã phiếu đầu tư như FPT, đầu tư trung hạn nhá. Đấy, phiếu này không vậy, em cũng nhắc nhở mọi người lên cân nhắc việc bán này. Đấy, mọi người có nhớ cái video hôm qua, mọi người cái video hôm qua em có nói mọi người nhá, video hôm qua này em có nhắc nhở mọi người rằng là chúng ta nên cân nhắc việc bán rất rõ ràng này. Đã phân tích cho mọi người là hiện tại là những mã phiếu đang tạo hình hai đỉnh, hướng dẫn cho mọi người là tạo hình hai đỉnh như thế nào luôn, mọi nhớ không? Đây này, các cổ phiếu dầu khí đang tạo hai đỉnh này, mình thấy không? Đấy, hôm qua cũng nhắc nhở khách hàng anh em. Đây, đó những mã phiếu hôm qua nhắc nhở khách hàng anh em tạo hai đỉnh này, mình thấy không? Đấy, đây cũng vậy. Bên room super vip thì sớm hơn, em báo sớm hơn ngày hôm kia luôn là báo rồi nhá, hôm kia là báo rồi. Đó là những mã phiếu tạo hình hai đỉnh rất rõ ràng, mới thấy nè, D2D này. Đấy, D2D này, ngày hôm kia là còn một cái xanh cơ mà, đúng không? Sau đó sao mọi người, giảm quá trời giảm luôn. Đấy, rồi tiếp DRI cũng vậy DRI này. Đấy, rồi tiếp này, DRI này, rồi tiếp này, thấy không? Đang phần báo cho mọi người một vùng giá bán rất tốt luôn ấy, sau đó nó giảm rất mạnh này. Đấy, rồi là GAS này. Đấy, rồi BSR này, thấy không? Toàn những cây giá xanh cho mọi người bán không à? Đấy, toàn những cây giá xanh cho mọi người bán này. Đó, nên là khí bán hết này, chỉ giữ lại BVD. Khi đó BVD cũng đẹp, tại vì em thấy BVD còn đẹp, tại vì lúc đó nó mới có dấu hiệu là nhú lên thôi, chưa biết tạo dấu hiệu hoa đỉnh. Nhưng mà ai ngờ rằng phim này nó đạp quá là mạnh nhá. Đấy, nhưng mà phiếu như là Khang Điền này, hay GC này, đấy, hay là một số mã phiếu đầu tư công này, đấy, đều tạo hình hoa đỉnh cả, giảm rất mạnh. Đấy, thấy không? KHB cũng vậy này. Đó, rồi EC cũng vậy này, Khang Điền cũng vậy này, thấy không? Đó, cho mọi người bán một vùng giá rất lý tưởng nha. Đấy, nhanh đạm sao mọi người. Đó, đạm này. Đó, cho mọi người bán ngay đỉnh rồi chứ, đúng không mọi người? Gần khu ngay đỉnh rồi, chỉ nhìn trên lệch nhau có xíu à, cùng lắm thì cũng tầm 5%, 6%, còn hơn mọi người mất cả hơn 10% ở đây. Đấy, thấy không? Lọc chờ cũng vậy này, hay là last cũng vậy này. Đấy, và đừng như dòng thép, đừng như dòng thép. Và cái phiên qua thì báo rõ ràng hơn, nhiều mã phiếu hơn, rõ ràng hơn. Ví dụ như là một số mã phiếu, số mã phiếu như Vĩnh Hoàng này, mình báo cho mọi người này. Đấy, Vĩnh Hoàng này, thấy không? Bán rất một điểm rất là đẹp nhá, tránh một khoảng lỗ rất là tốt luôn ấy, thấy không? Đấy, thì cái cách nhận diện mình hãy để đây rất đơn giản nha mọi người nhá. Thì em chỉ hướng dẫn cho 10 cách rất đơn giản thôi. Đấy, còn cái cao siêu hơn thì chúng ta phải phân tích kèm thêm một số cái chỉ báo, cũng như là cái thời cuộc nữa, cũng như là xem xét thêm được nữa là cái thời điểm đó có hợp lý để bán hay không. Cái thứ hai nữa là thời điểm đó là cái cổ phiếu đó có thực sự là đang yếu hay không nhá. Như mọi người thấy nè, như mọi người thấy nhá, đây mình đang đỉnh này. Đấy, thì mọi người cần đơn giản thôi, hướng dẫn cho mọi người luôn nhá. Mọi người không có phần mềm Ami Broker thì mọi người lên trực tiếp cái phần mềm cái phần mềm Fire, cái trang web Fire này, mọi người bấm vào cái chạc á. Ví dụ mọi người sẽ vô mã phiếu nhá, ví dụ như là mã cổ phiếu Vĩnh Hoàng đi. Đấy, mọi người vô Vĩnh Hoàng nhá. Đấy, bên em thì em dùng cả cái MACD này cũng như là RSI để em phân tích về cái tạo hình hai đỉnh của nó. Nó đơn giản lắm, bây giờ em sẽ cho mọi người thấy nhá. Mọi người cần
vào cái phần cách chỉ báo này, bấm vào đây, mình gõ là MACD. Đấy, bấm vào đây cái đầu tiên nhá. Đấy thì nó sẽ ra. Đấy cho mọi người nhìn nè. Hai đỉnh đúng không mọi người? Hai đỉnh rõ ràng này. Thấy xong chúng ta phải bán thôi. Đó, không gì vì chúng ta phải giữ lại cả. Đó, KHB cũng vậy. Đấy hai đỉnh rõ ràng đúng không mọi người? Đấy. Và cái video ngày hôm qua thì mình dẫn mọi người rất rõ ràng là thị trường hai đỉnh nó tạo hai đỉnh như thế nào nhá. Ví dụ như hai đỉnh theo kiểu đỉnh sau còn đỉnh trước, hay là cái hai đỉnh nhúng xuống, hay là hai đỉnh theo kiểu phân kỳ nhá. Phân tích cho mọi người rất rõ ràng. Mọi người xem lại video này nhá. Đấy thì câu chuyện như vậy thôi. Đấy. Thì nhận định chung về thị trường nhá. Thị trường thì hiện tại thì em nghĩ rằng thị trường sẽ có một cái phiên rút chân vào phiên ngày mai. Tức là thị trường chúng ta có thể sẽ là một cái phiên kéo về lại cái vùng nền phía trên này. Đấy. Sau khi nó cử trên được đường 20 nhá, nó sẽ quay trở lại cái vùng phía trên này, tức là vùng 1460 cho đến vùng 1470 nhá. Đấy. Thì khi hồi phục như vậy, chúng ta vẫn nên hạ tỷ trọng vào những mã cổ phiếu chạy mạnh trước đó, hoặc những mã cổ phiếu penny mid cap nhá. Dùng tiền vào những mã cổ phiếu như là dòng banh, hay là những mã cổ phiếu mà chúng em khuyến nghị cho anh chị này, chúng em tặng cho anh chị nhá. Đấy, chúng ta dùng tiền vào những mã cổ phiếu như vậy nhá mọi người. Đấy. Thì đó là cái ý em muốn nói với mọi người như ở trong video này. Thì mọi người nên thận trọng nhá. Rất dễ trường ngày mai, tuần sau sẽ là một cái phim mà tiếp tục tạo một cái nến doji. Đấy. Tức là thị trường chúng ta khả năng cũng rất là cao thì chúng ta sẽ tạo một cái nến doji tiếp tục ở đây. Đó, hoặc là sẽ tạo một cái nến doji kiểm tra lại vùng phía dưới này. Đấy. Tức là sẽ tạo một cái nến doji kiểm tra vùng phía dưới nhá. Có thể xảy ra, chứ không phải không có đâu nha mọi người. Đấy, chính thế chúng ta quan trọng là cái phiên hồi để tạo hình hai đỉnh cho những mã cổ phiếu mà nó bắt đầu suy yếu á, thì chúng ta phải cơ cấu nhá. Tức là sao? Tức là khi mà một số mã cổ phiếu giống như là một số mã cổ phiếu hiện tại đang một đỉnh đi nhá, sẽ phân tích cho người này. Ví dụ như mã cổ phiếu VD này, ví dụ thôi nha mọi người, còn chưa chắc đây mã cổ phiếu đã là tạo đỉnh hay chưa nhá. Ví dụ như mã cổ phiếu VD đi, hôm nay nó giảm rất mạnh đúng không? Ví dụ hôm nay nó giảm rất mạnh đi, nó giảm một phát về đây đi. Đấy, thì bắt buộc nó phải có một cái lực hồi lại về đây, hoặc là sẽ hồi lại phía trên này, sau đó tích lũy lại nhá. Ví dụ hồi lên đây đi, tôi lại qua này, chúng ta sẽ cứ nhắc bán ra. Tại vì khi nó hồi lên vùng phía trên đó nhá, thì khi đó MACD sẽ đi như thế nào? MACD sẽ đi như thế này. Đó, MACD sẽ đi như thế này. Đó, thì nó sẽ tạo hai đỉnh này, đỉnh 1 và đỉnh 2. Đấy. Thì khi đó chúng ta phải xử lý ngay tức nha mọi người. Đó là cách xử lý với những mã phiếu hiện tại đã tạo hình một đỉnh. Còn những mã phiếu tạo hình hai đỉnh thì khi là hồi chúng ta bán ngay tức, không cần phải suy nghĩ nhiều nhá. Thì đó góc nhìn của em như vậy cho mọi người có thể xử lý với một số mã phiếu mọi người đang hiện tại và cần xử lý như vậy nhá. Và chúng ta đi đến với cái phần thứ ba, đó là cái phần mà truy tìm những mã phiếu siêu cổ phiếu. Em đã lập ra ở đây tầm 5 mã phiếu rồi. Thì trước khi giới thiệu với anh chị thì em xin phép đi review sơ về một số nhóm ngành đã nhá. Đấy. Thì chúng ta đầu tiên đi với một số mã phiếu nhóm ngành banh trước nhá. Đây, banh trước. Thì ra phần những mã phiếu nhóm banh hiện tại đang có những dấu hiệu tích lũy rất là tốt, rút chân sau một phiên kiểm tra đường 20 rất là đẹp. Với những mã phiếu dòng banh khỏe, dòng banh sẽ đánh mạnh vào những mã phiếu mà nó có kỹ số CASA tốt, hay là những mã phiếu mà nó có được những cái hỗ trợ tốt của năm sau khi mà được nâng hạng tín dụng nhá. Ví dụ như mã phiếu MSP đi, tại sao cho mọi người mua nhá? Thì đây lý do đây. Thì MSP đây là về kỹ thuật nhá. Về kỹ thuật thì hiện tại đã có một cái phiên rất ao khỏi vất ao vào ngày 3 tháng 11 này, sau đó thuộc giảm về lại. Đấy. Và như cái môn đệ của Leo có nói rồi, là 80% các mã cổ phiếu khi vất ao khỏi mô hình á thì đa phần đều có một phiên kiểm tra lại nhá. Đấy. Thì đây cũng vậy, một phiên kiểm tra lại của nó này, thấy không? Một phiên kiểm tra lại rất rõ ràng. Đấy. Và nó chuyển hóa này, chuyển hóa từ mô hình VCB sang mô hình Cup and Handle nhá. Đây. Và cái nền giá số 2 hoàn toàn là MSB có thể đánh lên tiếp tục được nhá, tại vì đây là giá đầu tiên này. Đó, khi nó lên sàn đây là giá đầu tiên, đây là giá thứ hai đó. Đấy, và về cơ bản thì thấy được là cái sự vững chắc về chỉ số K này, hay là một số cái chỉ số tốt như là CASA hay là NIM nhá. Đấy, hay là một số cái đồng bảy từ cái việc là đẩy mạnh cái core banking. Đấy, hay là MSB là một doanh nghiệp mà được nâng hạng mức nâng mức tín dụng nhá, từ 20 đến 25% trong năm 2022. Đấy. Và cũng như là một cái deal nữa, đó là một cái deal về ký kết một số hợp đồng với cái
cái bảo hiểm nhá. Thì đó được coi như là một cái con hào, một cái đồng bẩy của nó nhá. Đấy. Và cũng như là một số con hào nữa đó là MSB có một cái game, đó là game thoái vốn nhá. Thoái vốn khỏi FC.com này. Đó, và dự kiến sẽ mang lợi nhuận tầm 2.000 tỷ cho MSB trong năm 2022. Và hiện còn đang cho vay bất động sản chiếm tỷ trọng rất cao trong phần tín dụng. Đấy. Thì đó là cách mình khuyến nghị cho khách hàng mua mã phiếu này. Đấy. Thì đa phần những mã phiếu trong banh khác như vậy thôi. Đó thì chúng ta phải phân định có được những mã phiếu sẽ hưởng lợi, những mã phiếu nào sẽ không hưởng lợi nhá. Các bạn mà thấy này, mã phiếu như là HD Bank này, đấy. Rất khỏe chạy liên tục đúng không? Đây cũng là hôm nay cũng là một mã phiếu được hưởng lợi rất nhiều do một cái game nha mọi người. Đó, do cái game đó là nâng hạn mức tín dụng nhá. Đấy. Thì chúng ta thấy được là những mã phiếu chạy khỏe thường như vậy. OCB cũng vậy. OCB cũng vậy. Cái này trước nó chỉnh lại thôi nhá. Đấy. Tiên Phong Bank vậy. Đó. Chạy rất lâu rồi, bây giờ vẫn quanh cái vùng giá rất lý tưởng nhá. Hiện tại thì nó đang phân kỳ chưa mua lại được nhá. Đợi khi nào có dấu hiệu ngoắc lại thì em sẽ cho mọi người mua. Về nhóm ngành chứng khoán thì thấy là đa phần những mã phiếu này đang có những một phiên tích lũy lại sau phiên hôm qua tăng nóng của nó nhá. Những phiên tích lũy lại của nó mà thôi. Đây. Thấy không? Những phiên tích lũy lại của nó thì những mã phiếu này em nghĩ là sẽ còn đánh lên nữa và còn hưởng lợi rất là nhiều nhá. Thị trường tăng ngắn hạn trong video này này. Video này nói rất là nhiều rồi. Thị trường trong ngắn hạn thì sẽ là một thị trường có một phiên điều chỉnh về đường MA20. Nhưng trong trung và dài hạn, thị trường ta bắt buộc sẽ đánh lên nhá. Có thể hướng tới vùng 1.600, 1.800 hoặc là 2.000. Tại vì sao? Thì vì chúng ta sẽ là một thị trường được nâng hạng, nó sánh vai với những cường quốc Nam châu. Đấy. Thì khi đó những dòng vốn FDI, những cái quỹ họ sẽ đổ về thị trường Việt Nam ta rất là nhiều. Khi đó thì chúng ta sẽ được hưởng lợi rất là nhiều và sau đó sẽ nâng hạng nhá. Và đó là những yếu tố tại sao lại cho mọi người tự tin mua những mã phiếu dòng chứng khoán cũng như phím công khai cho mọi người số mã phiếu dòng chứng khoán luôn. Đấy. Hiện tại mã phiếu dòng chứng khoán mọi người cứ giữ thoải mái thôi. Riêng mã phiếu FTS thì mọi người nên dừng lại nhá. Chưa nên mua tại vì là hiện tại dấu hiệu hai đỉnh xảy ra nhá. Quan sát đã. Lại hiện tại đang khá giống với đường này. Khá giống cái đường này. Cho nên mọi người nên thận trọng một tí với dòng chứng khoán nhá. Dòng dầu khí thì em đã nói mọi người rồi, đó là những mã phiếu dầu khí hiện tại nên bán nhá, tại vì hai đỉnh rõ ràng rồi. BR này, gas này. Đây, những nhịp em nhắc mọi người thì nó đã bây giờ đã giảm rất là sâu rồi. Đây, mã phiếu BR thì mới BVD mới giảm ở đây thôi. Đây. BVS thì nó một phiên rất rõ ràng luôn. Đấy, một phiên đánh lên xong rồi nó lùi gà, tức là sao? Đánh lên nhưng mà nó không break out được, nó tạo mình hai đỉnh ngay đây. Hai đỉnh nhỏ ngay đây. Đây. Thấy không? Hai đỉnh ngay đây. Đấy, ngay cái này này, đó đánh lên không nổi này, sau đó giảm lại. Sau đó về đây nữa, tiếp tục tạo ra hai đỉnh nhỏ nữa. Trong đó sao mọi người phân kỳ rõ ràng luôn. Phân kỳ. Đấy, sau đó cắm đầu. Đấy thì em cho mọi người bán ngay tức luôn. Đó, hàng về là xử lý ngay tức. Bên em thì mua ngay những cái vùng giá phía này. Đó cho nên thì cũng không lo lắm, tại vì hàng về là xử lý luôn. Một số mã phiếu về ngành bất động sản nhá. Ngành bất động sản thì hiện tại đa phần những mã phiếu đều có dấu hiệu là tạo đỉnh cả. Và có một số mã phiếu khỏe hơn như là mã phiếu Hà Đô này. Đấy, Hà Đô thì khỏe hơn. Đáng chú ý là nó tập đến xong rồi, nó quay lại thì cuộc chơi thôi. Hay là EGC như vậy, khỏe hơn nhá. Quay lại cuộc chơi. Đấy. Đích cũng vậy, đích thì mọi người nên thận trọng hơn một tí nhá. Nhưng mà phiếu này đã tăng nóng thời gian qua rất là nhiều rồi nhá, thận trọng hơn một tí. Lam Long cũng vậy, nên thận trọng hơn nhá. Đấy. Thì nhưng mà phiếu như là TCH thì ok này. TCH mọi người có thể mua thêm hoặc là nắm giữ được. Thì vì TCH thì một mã phiếu hiện tại đang rất khỏe, mọi thấy không? MACD là một spread mở rất rộng nhá. Đấy. Mà phiếu này em cho khách hàng em mua dùng giá 17 xong rồi lên 19 mua thêm nhá. Đây TCH này được coi là một cái deal gọi là khá là tốt. Này 17 này, bắt TDH 17.5 đến 17 này, giá TDH mua 17 này. Đó ngày 28/10 đúng không? Phải là ngày này không? Phải ngày này không mọi người? Đấy thì có phải là bây giờ mọi người đã được bao nhiêu phần trăm rồi mọi người? Đấy 50% rồi, chúc mừng mọi người thôi nhá. Về dòng thép, cũng nhìn quen về dòng thép thì em nghĩ rằng là hiện tại nhá, hiện tại mọi người nên chủ động không nên bán nữa. Thay vào đó mọi người nên chờ một phiên hồi phục nó mọi người bán ra. Từ dòng thép hiện tại ví dụ như Hòa Phát này, khả năng rất cao sẽ về đường MA 200 cho rút chân lại về giá 50 cho mọi người bán nhá. Giá 50 cho mọi người bán. Thì hiện tại nhá, về RSI cũng như đang cắm đầu RSI rồi, tới một cái điểm quá bán rồi. Hoặc là về MACD hiện tại cũng đã chạm về cái đáy cũ nó rồi.
ngay đây rồi nhá. Đấy thì mọi người nên không nên bán nữa. Hoa sen cũng vậy, hoa sen vậy, hoa sen là thủng luôn rồi. Còn về cái RSI thì hiện tại cũng đã tới điểm quá bán rồi, chúng ta không nên bán nữa nhá. Đó, Nam Kim sẽ như vậy, Nam Kim bắt đầu về rồi nhá. Thì nhưng mà phiếu này theo em, góc nhìn của em thì nên giữ, giữ đợi những về những cái vùng phía dưới ta sẽ bán ra. Ví dụ như là mã phiếu Nam Kim đi thì khả năng rất cao sẽ bắt đầu về đường về giá 40, về kiểm tra lại đường MA100 nhá. Hoa sen vậy cũng sẽ về, hoa sen vậy về đường MA200 này. Đấy, hoa phát sẽ về đường MA200 nhá. Đấy thì mọi người sẽ không bán rồi nhá. Đấy thì góc nhìn của em về một số mã phiếu nhóm ngành như vậy cho mọi người nhá. Thì hiện tại em sẽ dành tặng cho mọi người một số mã phiếu luôn. Đấy, thì trước khi đến với phần dành tặng, rất mong mọi người bỏ chút thời gian nhấn nút thích video của em này, mọi người nhấn nút đăng ký kênh của em nhá. Mọi người thấy video hay chia sẻ với nhiều người hơn. Và mọi người tham gia group cộng đồng bên em đây, nhấn vào đây tham gia nhá. Đây tham gia này. Thì riêng trong ngày hôm nay em có nhắc nhở mọi người là về dòng banh rồi. Đây group cộng đồng này. Đây nhắc nhở cho mọi người nhá. Đây, bắt đầu tập trung vào những mã phiếu trong banh dần đi. Đang dấu hiệu là dòng tiền chuyển cơ cấu từ nhóm đầu cơ sang nhóm blue chip rồi nhá, trong phiên hôm nay này. Đấy nhắc nhở mọi người này. Thì một số mã phiếu em muốn nhắc nhở cho mọi người ở đây là mọi người sẽ tham khảo, cứ nhắc đến cái việc mua bán của mình nhá. Đấy, và đầu tiên sẽ là một số mã phiếu dòng bán lẻ. Bán lẻ chúng ta có thế giới động nhá. Đấy, thế giới động thì sao mọi người? Hiện tại nó về kỹ thuật nhá, kỹ thuật nhá, thì đã có dấu hiệu là tạo mô hình hai đáy nhỏ rồi. Hai đáy nhỏ đây rồi. Đây hai đáy nhỏ nhá. Sau đó sao mọi người? Bật lại. Và hiện tại nhá, đã thoát khỏi cái dấu hiệu phân kỳ của nó rồi. Phân kỳ ngay từ đây rồi. Đấy, và khả năng rất cao mà phiếu này sẽ lên thôi. Và kỳ vọng của em về mã phiếu này sẽ về mức giá tầm 170 trong thời điểm đó là quý 2 năm 2022. Đấy, upside cho mọi người bao nhiêu mọi người? Upside cho mọi người là 22-23% nhá. Thì mọi người thể tham khảo mã phiếu này. Điểm mua thực sự là bây giờ đang còn đấy nhá. Tham khảo điểm mua quanh những vùng giá tầm 135 cho đến vùng 138 nhá. Đấy, hiện tại nhá, mã phiếu này hưởng lợi rất nhiều do cái chuỗi bắt đầu xanh của nó được tăng trưởng lợi nhuận gấp đôi so với cùng kỳ nhá. Đấy, và hiện tại chuỗi bắt đầu xanh của nó đang giúp nó tiềm cận tới một cái điểm hòa vốn rất là rõ ràng nhá. Và điểm hòa vốn có thể xảy ra sớm hơn vào thời điểm đó là quý 1 năm 2022 nhá. Và mọi người thấy cái điểm này giống nhau mọi người, khá giống nhau này, ở đây này. Đây. Đấy, bắt đầu có dấu phân kỳ hướng lên này, cũng vậy này, tương tự với thời điểm này nhá. Đấy, thì đang tương em đang kỳ vọng mà phiếu sẽ lên như vậy. Và hiện tại thì nó cũng đang cho tao thấy một mô hình, đó là mô hình gì mọi người? Mô hình tam giác hướng lên này. Đấy. Và chúng ta chỉ cần kéo một cái đường cơ bản ở đây thôi, làm thấy được, đo được cái target nó này. Ở đây. Kéo nó lên như này. Thì sẽ rơi mức giá tầm 160 về cái kỹ thuật về mô hình triangle nhá. Còn về cái cơ bản thì em nghĩ rằng là sẽ phù hợp với mức giá tầm 170 nhá. Tiếp tục, đó là mã cổ phiếu HX cũng là mã phiếu hiện tại đang rất khỏe nhá. Đang dấu hiệu là chạm lại những vùng đỉnh cũ của nó nhá. Chúng ta chấp nhận cho nó những phiên hồi phục lại quanh những vùng này. Có thể sẽ tạo mô hình hai đỉnh cấp tay cầm ở đây, cấp bên handle ở đây nhá. Sau khi mô hình này cũng đã cho thấy là có những cái phiên kiểm tra lại mô hình hai đáy rõ ràng nha. Đó, ràng hai đáy ở đây. Sau đó rút chân đã lên rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Và đây mô hình cơ bản của nó nhá, mô hình cơ bản nhá. Ai đầu tư về kỹ thuật nhiều mọi người biết rồi. Đấy. Đấy, mô hình cơ bản chúng ta nhìn thấy chúng ta phải mua ngay tức, tại vì là mô hình hai đúp, mô hình đúp này. Đấy. Và khả năng rất là cao là nó sẽ có một cái phiên reset lại về những vùng phía trên này, vùng phía này. Xin lỗi, vùng phía dưới này. Sau nó sẽ tạo mô hình cấp tay cầm nhá. Thì đó là cơ hội rất tốt chúng ta cân nhắc việc vào mua mã phiếu này nhá. Kỳ vọng mã phiếu này sẽ rơi vào mức giá bao nhiêu mọi người. Đấy, thì mọi người đơn giản thôi. Mọi người cũng sẽ dùng theo cách đó của em. Đó, mọi người kéo cái này xuống đây. Xong rồi kéo lên trên người đo lại nhá. Đó, kéo lên trên người đo lại. Đấy. Đấy, có thể nó sẽ về mức giá nào. Mọi người một xíu nhá. Nó hơi bị trục chặt tí. Đây sẽ về mức giá 38 nha mọi người. Về mức giá 38 tương đương với phần upside là 39% 40% cho mọi người nhá. Thì đó là hai mã phiếu mình tặng cho mọi người về dòng bán lẻ. Mọi người có thể tham khảo thêm mã phiếu FLT nữa, cũng là mã phiếu rất tốt nha. Sau khi nó có những cái phiên kiểm tra lại vùng này, nó rút chân lại như vậy, tuy nó bị gãy nền vùng giá 60
nhưng có thể nó sẽ có một phiên kéo rút chân lại thì mình quan sát mã phiếu này nhá. Hiện tại thì nó lực bán không có nhiều, bán không có nhiều, chứng tỏ là bị FOMO thêm thôi, FOMO bán ra thôi. Hiện tại thì chưa thấy là cái lực bán nhiều nhá. Và mã phiếu thứ tư em mình tặng cho anh chị đó là mã phiếu TCM. TCM. Đấy, TCM thì em cho mọi người mua TCM vùng giá tầm 38 của phiên ngày hôm trước rồi phải. Đây TCM. Đây ngày 17 này. À, mua giá 78 20% nhá. Đấy, thì nó một cái nhìn mô hình cơ bản đó thôi, đó là thoát khỏi mô hình gì mọi người. Đấy. Mô hình downtrend nhá. Thoát khỏi mô hình downtrend này. Thì sau đó sao mọi người? Sau đó nó bật lại cũng như là thoát ra được cái đường MA 200 thì nó sẽ quay trở lại với xuống tăng, gọi là xuống tăng trung hạn và dài hạn của nó nhá. Thì mình quan sát thử nó như thế nào. Có thể nó sẽ một phiên kiểm tra lại vùng giá tầm 90 cho mọi người đó nha. À, phiếu này nó đang đi ngược với thị trường chung rất rõ ràng nhá, rất khỏe đó mọi người. Hiện tại thì có một mới, gọi là một cái mối nguy với mã phiếu này thôi, đó là nó có dễ tạo hình hai đỉnh nhá, dễ tạo hình hai đỉnh, cho nên mọi người phải quan sát kỹ trước khi mua nhá. Mã cổ phiếu thứ năm đó là mã phiếu SGD. SGD hiện tại mã phiếu này đang có dấu hiệu là quay trở lại xuống tăng của nó nhá, quay trở lại xuống tăng của nó khi nó đã bắt đầu thoát ra được cái đường downtrend, nó xuống downtrend nó ngay đây rồi đấy, quay trở lại xuống tăng. Và hiện tại mô hình này dãy Bollinger Band đang ngoắc đầu lên rồi đấy, dòng tiền hai phiên đã vào rồi nhá. Và hiện tại MACD đã ngoắc đầu rồi đó, quan sát được nhá. Bắt đầu khỏi cái 23 có thể vào mua được mã phiếu này nhá. Đấy, thì đó là năm mã phiếu tặng anh chị. Thì tham khảo thêm một số mã phiếu ví dụ như là QNS này hay LS này. Nhưng mã phiếu này thì mã phiếu em khuyến nghị trong cái video trước lại chạy rất khỏe rồi nhá. Đấy, thì trong những video trước em khuyến nghị cho mọi người rồi, như là QNS như vậy nhá. Từ những cái điểm ngay đây, sau đó mọi người khoảng có một khoản lợi nhuận rất là tốt rồi đúng không? Đấy. Tầm 6-7% rồi, chúc mừng mọi người nhá. LS cũng vậy. Hai mã phiếu này thì đi ngược với ngành đường nhá. Mọi thấy này, SLS này, đó thì nó bị giảm, nó vẫn chưa quay trở lại được. Tuy là mã phiếu đang có hiệu đánh lên rất rõ ràng nhá. Tuy là mọi người thoát, mọi người không có hội mua với mã phiếu LS hay là mã phiếu QNS, mọi người tham khảo mã phiếu này SLS. Tại vì sao? Mọi thấy không? Tạo hình hai đáy này, hướng lên này rất rõ ràng nhá. Đó, thì hiện tại giá thì đang phân kỳ giảm. MACD hướng lên, đó là một cái xuống chuẩn bị tăng rất mạnh mẽ của mã phiếu này. Đó, mọi người tham khảo nhá, rất dễ cho một việc tăng mạnh mẽ của mã phiếu này nhá. Đấy, thì đó là mã phiếu mình tặng anh chị nhá. Và rồi nhưng mã phiếu dòng banh nữa cũng là sẽ là mã phiếu mình tặng anh chị luôn. Tham khảo một số mã phiếu như là ACB này hay là STB nhá. Hai mã phiếu này hiện tại cho thấy được là dòng tiền vào tích lũy rút chân phía trên được cái vùng tích lũy như vậy là rất tốt nhá. Đấy, đó, ACB, STB nhá, có thể là Techcombank nữa nhá. Ba mã phiếu này. Đấy, Techcombank thì đang phân kỳ khá là yếu rồi, tập trung vào hai mã phiếu ACB và STB thôi nhá. CTG và BIDV thì hai mã phiếu này chúng ta phải quan sát thử nhịp đánh nó sắp tới như nào. Đó, ưu tiên những mã phiếu như BIDV và CTG, tại vì hai mã phiếu này hiện tại cũng có dấu hiệu là quay trở lại đường xuống tăng của nó rồi nhá. Thì nó sẽ bị nó thoát khỏi cái mô hình Alligator đây, nó thoát khỏi một Alligator này thì nó lên rất mạnh mẽ. Thì cái video của em tới đây kết thúc thôi. Em nói một cặp mà giọng khàn cổ luôn rồi. Đấy, thì rất mong mọi người bỏ chút thời gian, nhớ lúc thích video, nhớ lúc đăng ký kênh của em nhé. Đấy, thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và rất mong mọi người chia sẻ video tới nhiều người hơn, lan tỏa nhiều người hơn nhé. Mọi người có thể tham gia rung đồng với em bằng cách nhấn vào đây nhé mọi người. Đấy, và xin chào mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc gia đình. Xin chào mọi người và hẹn mọi người ở cái video trong tuần sau nhé. Chào mọi người nhé.